Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 034 830 843. Rồi xem video nhớ bấm đăng ký kênh để YouTube nó thông báo về cho mọi người mấy cái video em đăng mới nhanh cho mọi người tiện theo dõi nha. Bấm vô nút đăng ký. Rồi hôm nay là video 126 nha mọi người. Nó có mã là 126. Rồi đầu tiên là cây hút chì. Cây hút chì. Đây là cái cây hút chì có thương hiệu của Mỹ. Đây nó ghi là US mà. Khá là to. Còn kính hơi mọi người, còn rất là tốt à. Nhưng khuyết điểm nó có, nó bị mẻ tí đây nè, này cái nút bấm ha, bị mẻ tí nhưng cũng không ảnh hưởng gì mọi người, xài tốt. Rồi đây là kích thước của nó khá là dài, dài 34 cm. Đường kính của cái bầu hút này là 3 phân nha mọi người. Đây 3 phân. Rồi cái hút chì có mã là 126.1, giá 250.000. Thân này là bằng nhựa mọi người, toàn thân nó bằng nhựa. Nhựa là nó sơn màu bạc thôi. Tiếp theo một cây cà lê đa năng của Top, thương hiệu của Nhật. Này, Nhật sản xuất luôn. Cây còn rất đẹp. Răng còn nguyên mọi người. Chưa sử dụng. Còn nguyên răng. Rồi, kích thước đây. Kẹp được cái ốc nhỏ nhất là cỡ 8 ly ha. Miệng nó mở to nhất là đây. Cỡ 27 nha mọi người, 27. 8 mm đến 27. Rồi. Cái cờ lê đa năng top này có mã 126.2 ha, giá 250.000. Tiếp theo là bộ tu vít hộp tu vít tự động. Đây. Của Vasel nha mọi người. Đây của Vasel Nhật. Nó có tổng cộng là 4 mũi nha. Đây. Đây là 4 cái mũi nha. Hai mũi dứt dẹn nè, với một mũi ba ke, một mũi nhọn. Rồi, bộ mũi dứt đi theo tôi dứt là 4 mũi. Mũi ba ke BH1 mọi người. Này, đóng lại. Rồi mọi người gài mũi vít vô thì chú ý cái chấm tròn trên đây nè. Ký hiệu nó để trên cái đầu nè. Gài vô. Khóa này lại ha. Khóa này lại trước khi gài. Rồi, đó, nhấn mạnh là nó vô. Và mở ra thì nhấn đây nè. Nhấn cái này xuống nè. Có cái nắp này nè. Gạt xuống, rút ra.
Bình thường là mình rút không được ha, mình phải gạt cái nắp đó xuống. Là bình thường rút không ra. Gạt xuống. Mạnh xuống, rồi rút ra ha. Rồi đây là tự động. Tự động xoay chiều nè, vặn nhanh. Hai chiều luôn. Rồi cái tua vít này có mã 126.3 nha, giá là 300 ngàn một bộ nha mọi người. Tiếp theo là cái cây cạo ba viên. Cây của thằng này là Nhật. Đây thương hiệu mọi người. Cái logo nó. Đây nó có theo bộ này là ba cái mũi nha. Đây ba mũi. Ba cái lưỡi ha. Ba lưỡi như vậy luôn nha. Đã sử dụng rồi. Mà cái lưỡi này nó bằng cái thép rất là cứng nha. Thép hợp kim nó có thể cạo thép nè, nhôm, sắt rồi nhựa, mica gì đó cạo láng hết. Nó chuyên dụng là cạo như vậy á. Cạo mấy cái cạnh dư thừa đó, mình cắt cây sắt ra, nó cắt miếng sắt thì nó có dư, mình cạo mấy cái cạnh nó sạch. Rồi trọng bộ là 3 mũi mọi người. 3 mũi. Cái đây là nó có thể điều chỉnh ra nha mọi người. Đây điều chỉnh là độ dài của cái cây nè. Cái cạo nè. Cây này rất đặc biệt, nó có thể điều chỉnh ra được nè. Nhấn cái này vô mình điều chỉnh ha. Độ dài của cái cây để mình dễ dàng cạo ha. Có thể dài ra nè. Rút ra luôn. Đó. Ê, cái mũi mình cạo nó sẽ quay vòng vòng không có chết. Rồi kích thước nó là đây, kích thước của cây này là 14 ha, 14,5. Đây gốc gọn nhất là 14 cm. Rồi kèm theo là 3 mũi nha mọi người, mỗi cây là 3 mũi. Cạo ba viên có mã là 126.4, giá bán là 200 ngàn. Rồi tiếp theo cái kìm kẹp mũi hàn, đây của Nhật, rất là chắc chắn, này nó làm bằng đồng đó. Đây. Em lấy lục giác em mở cái tay nhựa này ra coi nha.
Rồi đây. Đây bên trong nó như vậy nha mọi người. Có một con lục giác nè. Ốc để mình cố định cái bao này rồi. Đó. Còn này là mình đúc cáp hàng vô nè. Rồi mình kiếm ốc xiết hai này lại ha, xiết dây cáp lại. Full này nó bằng đồng. Trên đây bằng sắt, rất là dày. Đây bằng nhựa. Đây có lò xo luôn. Đó. Rồi cái tay hàng này có mã 126.5 ha, giá 300.000. Dây này nó cái tay hàng này nó chịu tới 300A mọi người. Đây. Tay hàng của Nhật chịu tới 300A. Đây là cái bộ lục giác mình đang sử dụng. Rồi tiếp theo là mấy cái mũi khoan mọi người. Về được mấy cái mũi khoan của Nhật. 2, 4, 5, 5 cái mũi này của Nhật. Rồi cái mũi này là của thằng Đức. Đây của Đức mọi người. Rồi mà này 4mm. Mũi này 4mm của Đức. Rồi đây là 244 mũi này của Nhật. 3.5mm. Đây 3.5mm mọi người. Của Onika của Nhật. Đây là mấy mũi khoan bê tông hết nha. Khoan bê tông. Khoan tường á. Còn mũi này là một mũi này chưa sử dụng luôn, 12.5. Mũi khoan của Nhật Senko 12.5 Senko. Tổng cộng là 2, 4, 5, 6 mũi. 6 mũi nha mọi người, 6 mũi chưa sử dụng. Mới tin luôn. 6 mũi khoan tường chưa sử dụng. Có mã là 126.6 nha. Giá nó bán là 400.000. 6 mũi. Rồi tiếp theo một cái bộ lục giác rất là ít gặp ha. Lục giác này của thằng Asahi Tuân của Nhật, của Japan mọi người, Japan sản xuất. Đặc biệt cái bộ này nó là dặn mấy con ốc mà hệ số in nha mọi người. Đây ví dụ như 1/8 in, 3/16, 7/32, 3/4, 1/4 nè, 1/2 nè, không dụng mọi người, 3/8 đó. Mấy số mà không số mấy cái đồ Mỹ nó thường sử dụng á, số in nó mấy con ốc nó xài số in. Đây có từ nhỏ tới lớn luôn, đầy đủ nguyên cái bộ này luôn mọi người, trong cái bao rất là đẹp. Cái to nhất nè, 1/2 nhất nó là 1/2. Đây của Japan sản xuất. Nguyên bộ này là mới chưa sử dụng mọi người. Đó, mới chưa sử dụng. Đây cây này nhỏ xíu. Đây cái thước nó cỡ chiều dài của mấy cây này là cỡ 14.5 ha, cây dài nhất nè. Rồi cây nhỏ nhất là cỡ 6.5. Đó. 2 4 6 8 cây, bộ lục giác 8 cây mọi người. Bộ lục giác 8 cây giờ bên có mã là 126.7.
giá bán là 550.000 nha mọi người, 550.000. Rồi tiếp theo hai cây đột, cả hai cái đột đột này có số là 5 với 6, 5-6 ly của thằng BB, đây BB Tool của thằng Đức nha mọi người. Ê, xin lỗi là của Hỷ Sĩ mọi người, em nhầm đó, của Hỷ Sĩ, BB thương hiệu là của Hỷ Sĩ, Hỷ Sĩ sản xuất ha. Hai cây này nó có sử dụng rồi, là nó sử dụng rồi tình trạng này nha mọi người. Năm ly, sáu ly, hai cây. Cho mọi người đột mấy cái dụ như mấy cái chốt á, mình cần sử dụng cây này đột nó chính xác. Nó rất là nhanh, dễ dàng đột nó. Rồi mã là 126.8 nha, giá 200.000, hai cây. Rồi tiếp theo về mấy cái em về cái bộ này. Nó còn nguyên trong hộp nha mọi người. Mọi người nhìn hình chắc đoán ra ha. Đây. Đó là cái tông đơ cạo râu, cạo lông. Cũng cạo gì cạo nha mọi người. Đây là các catalog tiếng Nhật ha. Sản xuất cũng là China. Rồi cái này là cái chổi, không biết à, chổi vệ sinh cái lưỡi đó. Đây cái lưỡi nè, nó như vậy, lưỡi cạo ha, lưỡi tông đơ, cạo lông cũng được, chuyên cạo râu, cạo lông gì đó. Lấy pin thử mọi người, cái này nó mới chưa sử dụng, còn trong hộp luôn nha mọi người. Mình lấy pin thử ha, pin xài pin tiểu không dụng, pin 2A đó. Đây cộng trừ nữa nó có để nữa ha. Phải vô. Để cho ngay ha, nó mới ăn điện. Nhầm rồi nè. Rồi. Đó, nó đơn giản như vậy mọi người. Công tắc on off nè. Gắn pin vô rồi bật lên chạy. Đây cái lông nè. Đó, rất là sắc ha, lưỡi mới rất là sắc, đứt nè. Rồi vậy thôi, một lưỡi nó bầu bầu, lưỡi hẳn ha, cho mình cạo mấy cái vùng nó dễ dàng á. Hai cái lưỡi đó. Xong, đó, đậy nắp lại ha, rất là gọn, bỏ túi đi du lịch, ok. Rồi em lấy pin ra ha, này mọi người mua pin về gắn vô. Rồi một bộ cạo lông có mã là đây, mã là 126.9, giá 250.000 mọi người. Nó rất là nhỏ gọn, đây kích thước nó tới 11 cm rồi, nhỏ gọn, bỏ tôi bỏ ba lô đi du lịch rất là tiện nha mọi người. Rồi món số cuối cùng, một cuộn hút của đây Evon, Evon là của Nhật nha mọi người,
Đây, Avon rồi. 20m. Cuộn thước dây này 20m. Còn khá đẹp đây. Không hiểu. Đặc biệt cái loại dây PVC này phải nói là xài nó rất là bền. Nó rất là chắc luôn nha mọi người. Kéo không thể nào mà đứt nổi luôn. Rất là chắc. Này 20m của Nhật nè, tiêu chuẩn. Còn khá là đẹp. Này. Đây bên trong nè, nó cũng trắng như ngoài vậy á, rất đẹp luôn ha. Rồi quay nhẹ nhàng. Dây này quay nó thoải mái vậy nè, không sợ rối gì nữa. Đó. Cái nút này xếp rất là đẹp, tiện dụng. Gọn nè. Rất là gọn. Kích thước nó chỉ 15 cm thôi. Độ dày 2 cm ha. 15 x 2, rất là gọn luôn. 20m. Rồi, cái thước này có mã là 126.10, giá 400.000 mọi người. Rồi, đây là món cuối cùng rồi, em kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.